Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về thêm được một số giải hạt nguyên bản rất là đẹp đây. Đó, thì em sẽ quay lần lượt từng loại như báo giá cho mọi người luôn. Và đặc biệt thì hôm nay em có quay kèm thêm một số cái loại như là lan kiếm lùng nè, những cái dề kiều tua, rồi kiều mở ga nha mọi người. Đó, thì em sẽ quay giới thiệu với mọi người trước là giả hạt nha, rồi mấy loại kia thì em sẽ quay sau. Rồi đầu tiên là hôm nay thì em chỉ có một cái dề rời này thôi. Đó, đây là một cái dề chưa mò rây rất là đẹp nha mọi người, lá mướt lắm. Đây mọi người xem lá nè, đó, kiểu lá tre nhưng mà nó rất là mướt luôn. Đó, sóc trắng rất nhiều. Đây mọi người xem dề này cũng khá xanh đó. Xanh thôi mà không phải xanh sạch 100% nha mọi người, vẫn có tím nhưng mà em đánh giá là khá là xanh. Đó, và dề này cũng rất là khỏe luôn. Bộ rễ nè, bộ rễ trong rừng hoành tráng, thân già rất nhiều nên cây cực kỳ khỏe luôn. Dề này thì cái độ dài thân tơ nó rơi vào tầm cỡ 33-34cm nha mọi người. Đó, và dề số 1 này thì có giá là 500.000, đây dề mò rây. Rồi, tiếp theo là em xin giới thiệu với mọi người đó là cái dề đây là một dề da ly nha mọi người. Và dề này nó xuống lá gần hết rồi, thì nó chỉ còn một chiếc lá cuối cùng nữa thôi. Chiếc này gửi đi xa chắc nó cũng rụng luôn mọi người. Đó, nhưng mà nó bám rất chắc chắn vào cái khúc gỗ nè. Đó, nó cái phần lõm của cây gỗ, cây dạ hàng nó bám vào nhìn nó rất là chắc chắn luôn. Đó, cái dề này về thì mọi người chỉ biết là chờ hoa thôi, bởi vì nó đã xuống lá gần hết rồi. Giờ chỉ nhiệm vụ là chăm để nó dưỡng sức, nó chờ hoa cho mùa hoa sắp tới thôi. Đó, thì mọi người cứ yên tâm là nó rụng hết lá vậy, nó không có chết đâu nhé mọi người. Đó là cái quá trình xuống lá của cây thôi. Thì sắp tới cái một vài tháng nữa thì những cái dề này nè, những cái dề còn nhiều lá nó sẽ xuống lá dần hết luôn, nó theo thứ tự xuống lá hết luôn. Thì các bác, các chị trồng lan lâu năm thì chắc sẽ biết cái quá trình này của cây lan thôi. Đó, thì cái này thì giải thích cho một số các bác, các anh chị mới tập chơi thì thấy ví dụ lan nó xuống lá hết cứ sợ là nó hư nó hỏng, nhưng mà là cái quá trình của nó thôi, nó xuống lá để ra hoa không có rất là bình thường nữa. Rồi về số 2 này có giá là 300 nhé mọi người. Đó, nhìn nù mập đốt ngắn nè, sọc trắng rất mạnh. Về này làm giống rất tốt, độ dài thì tầm 16-17. Rồi giá này khá là ok rồi mọi người. Về số 2 giá 300 gia ly. Tiếp theo là em sang về số 3. Về số 3 đây cũng là một về nguyên bản, độ dài thì tầm cỡ 10cm thôi. Đó, nó cũng là về nù, nó có cái quả nè mọi người. Thích cho các bác các anh chị thích về thổi quả nha, thổi hạt. Mọi người có thể chờ cái quả nó già nó khô á, ông mọi người lấy cái hạt ở phía trong quả, mọi người bỏ vào trong bình xịt thêm ít B1 nữa, xịt vào các giá thể giữ ẩm tốt một tí, như là vỏ cây nhãn hay là cây hoặc là mấy cái chỗ ẩm ẩm á, thì có khả năng thì nó sẽ lên những cái mầm cây nhỏ nhỏ. Rồi giờ số 3 này giá 300 gia ly nhé mọi người, nguyên bản này bám vào cái khúc cây mục nè. Rồi, nhìn rất dễ thương. Tiếp theo là em sang về số 4. Đây là một dề da ly luôn. Dề này thì khá là dài, độ dài chắc tầm 18-19cm đó. Và thân nó tím nhiều nè mọi người, thân tím khá là nhiều đó. Thân này thì mọi người về có thể săn những cái mặt hoa đặc biệt tí nha. Và cái dề này thì một phía nửa bên đây thì nó bám chắc chắn, còn phía chỗ đây thì nó hơi lỏng lẻo tí đó. Thì nên là em cố định thêm dây rút cho nó chắc đó. Thực ra nó nguyên bản mọi người, nguyên bản cái phần phía bên đây nè thì là bám chắc chắn nha, còn chỗ này nó hơi lỏng thì em cố định dây rút mà đó là xong rồi. Có một vài lá thì quá trình bà con người ta vận chuyển trên rừng về nên là nó hơi bị dậm tí, để có khả năng gửi tới nơi thì một số lá nó bị vàng đi, tuy nhiên nó không chả ảnh hưởng gì tới cây lan đâu nhé mọi người, vẫn rất là khỏe mạnh. Mọi người mua yên tâm về trồng nha. Về số 4 giá 400. Rồi, tiếp theo là em sang về số 5, cũng là một về da ly luôn. Độ dài thì tầm cỡ 13cm. Đó, đây cũng là một về đốt ngắn nè, cũng thân khá là nù, thắt ngọn rồi. Về chỉ biết chăm chờ hoa thôi. Bám vào chắc chắn vào một cái khúc cây nguyên bản, bà con người ta chặt luôn. Mọi người lưu ý là giả hạt mùa này á, thì cái lúc quá trình gửi tới nơi á, có thể một số lá nó sẽ bị vàng đi. À, nó vàng để nó xuống lá nhưng mà chả ảnh hưởng gì nhé mọi người, một hai lá vậy thôi đó. Nó còn nguyên cái miễn là cái thân già của nó, thân tơ của nó còn nguyên đó, là cây nó sẽ phát triển khỏe mạnh thôi đó. Vàng một vài cái lá không ảnh hưởng gì đâu nhé mọi người.
số 5 giá 400 nha, giờ gia ly nguyên bản. Tiếp theo là em sang về số 6. Số 6 này có giá 600 và khúc nguyên bản này nhìn nó cũng khá là đẹp. Nó có hai thân tơ lực, một thân tơ thì sâu nó gặm nên là nó thắt ngọn khá là sớm, còn thân tơ thì đây, nguyên lành nha. Khỏe mạnh cứng cáp. Nó mọc vào cái cây nè, cái cây giống như là cái cây gì nó có cái nhựa đỏ. Bám chắc chắn, nhìn kiểu nghệ thuật nha mọi người. Rồi, giờ số 6 này giá 600 thôi. Mầm tơ thì nó rơi vào tầm cỡ 15 cm, một mầm còn mầm cỡ tầm 10 11 cm nữa. 600 gia ly. Tiếp theo là em sang về số 7. Đây là cũng là một về gia ly luôn. Thì về này nhìn lá khá là tròn. Có một số lá nó héo héo nè. Lá này thì khả năng gửi tới nơi thì nó sẽ bị vàng đi nha mọi người, vàng đi xuống lá. Nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu nhé. Mùa này thì nó sắp rụng hết lá rồi. Đây, cái phần trên cùng này nó sọc trắng rất là nhiều mọi người. Giờ này cũng khá sạch đó, em thấy cũng khá sạch. Nó ít chấm tím lắm, khá là xanh. Mặt sau nè, đó, chấm tím nó khá là ít. Mọi người mua này về có thể săn những mắt hoa đặc biệt nha. Rồi, về số 7 giá 700 nha mọi người. Bán chắc chắn vào khúc nguyên bản nè. Mấy cái loại nguyên bản này về mọi người chỉ biết đóng đinh hoặc là bắt vít vào đây thôi, chúng ta treo lên là xong. Rất là khỏe, đỡ mất công chăm sóc nha. Tiếp theo là em sang về số 8. Về 8 đây là một cái về nguyên bản gồm hai cái khúc nguyên bản thân nù mập nè. Đó, thân nù mập rất là khỏe mạnh cứng cáp luôn. Đó, nhìn em lắc nè, thân nó rất là cứng. Đó. Cái này thì tới mùa hoa thì nó sẽ có hai cái vòi hoa chỉ ở hai bên, nhìn rất là đặc biệt nha. Loại này về mọi người chỉ biết ốp vào gỗ lũa thôi, hoặc là ốp vào miếng dớn. Đó, chúng ta cố định là xong. Đó, chờ hoa thôi. Rồi về số 8 gia ly này giá 700 nha mọi người. Mầm tơ của nó một mầm thì rơi vào tầm cỡ 16-17 cm, còn mầm tầm cỡ 15-16 cm nha mọi người. Rồi, số 8 giá 700. Tiếp theo là em sang về số 9. Giờ số 9 này thì nhìn ngoài khá là đẹp mọi người. Nó gồm hai cái dê nằm trên một cái khúc nguyên bản. Đây, đó. Bám rất là chắc chắn. Nhìn giống kiểu hai đồng chí. Một đồng chí thì hơi to mà còn đồng chí hơi nhỏ. Đây, đó. Nguyên vẹn hết nha. Còn thêm ít rong rêu nhìn nó kiểu cổ kính. Sọc trắng khá là mạnh. Đây, đó. Rồi, giờ này thì số 9 đẹp này thì có giá 800 thôi mọi người. 800 cho giờ này. Về mọi người được hai cái mâm luôn. Đó. Tiếp theo là em sang về số 10. Về số 10 này khá đặc biệt. Bởi vì đây là một cái dề lá tròn kiểu lá mít nè mọi người, thấy không? Lá tròn to nè. Đó, chăm tốt thì có thể lá nó còn to hơn nữa. Đó, một cái dề làm giống rất là ok. Cái lá này héo héo thì có khả năng gửi tới nơi thì nó sẽ bị vàng đi nha mọi người. Tuy nhiên là cái giống lá tròn này rất là hiếm. Rồi, đây cũng là một khúc nguyên bản luôn. Thân thì nguyên vẹn, không ảnh hưởng gì, chỉ có một hai lá nó bị hơi héo héo tí thôi. Đó, cũng thân nù nè, thân nù đốt ngắn. Mặt sau nhìn đã mướt không? Rồi, giờ này số 10 này giá 800 thôi nha mọi người. Độ dài chắc cũng tầm cỡ 45-46 cm nữa. Thước em đây là thước 50 cm nha. Rồi, bây giờ sang cái về số 11. Về số 11 thì độ dài thân tơ nó tầm cỡ 40-42 cm. Đó, bám rất chắc chắn vào khúc nguyên bản nè. Lá đây, lá dày, mướt. Đó, giờ đây, về nguyên bản này có vẻ là về mướt nhất trong ngày hôm nay. Mặt sau nè mọi người, nhìn đẹp không? Đó. Rồi, về 11 này có giá là 800 thôi nha mọi người. 800, rất là đẹp đây. Bám chắc chắn nè, thân già nhiều, cây khỏe, cứng cáp. Và mọi người trồng thẳng cũng được, và trồng xuôi cũng được. Đó. Đối với những dòng thân cứng như vậy thì trồng kiểu gì cũng được hết. Rồi, về rất đẹp đây, giá 800 thôi nha. Xong giờ số 11 thì bây giờ
em qua cái dê cuối cùng là dê số 12. Thì dê số 12 này có giá là 1,2 triệu nhé mọi người. Dê rất là dài luôn. Độ dài 50 nè. Đầu đây tới đây là 50 đúng không? Tiếp theo đây nữa. Rồi, nó dài tầm cỡ 75 cm mọi người. Đó. Bám chắc chắn vào khúc nguyên bản nha. Về mọi người chỉ việc treo lên vậy thôi. Lá nè. Cái đầu lá khá là xanh mọi người. Em xem kỹ lại cho mọi người xem kỹ cái đầu lá. Cây này về có thể săn ám được nha. Đó. Rồi. Về này rất là dài đây. Thì mọi người chịu khó chúng ta đầu tư thêm tí tiền nữa, mua những cái dề dài vậy thì về lúc về thì sẽ được ngắm hoa rất là sai nhé. Những cái dề dài vậy thì lúc ra hoa cực kỳ sai luôn, thì nó sẽ nở từ phía trên ngọn với gần tới gốc luôn, thì nó ra thành một cái như là tràng pháo vậy đó. Đây bộ rễ nữa đây, thân già 3, 4, 5, 6 đó. Sơ sơ đếm 6 cái thân già rồi. Thì dê này cũng tồn tại trong rừng chắc tầm cỡ được 7-8 năm rồi mọi người. Rồi và dê số 12 này giá 1,2 triệu thôi, rất là dài. Về mọi người chỉ biết treo lên và chúng ta chờ hoa thôi nhé. Rồi dê số 12 này giá ly nhé mọi người, rất đẹp. Ngọn đây. Nhìn thích nhất là cái phần đầu nó khá là xanh đó. Đầu ngọn khá là xanh. Rồi xong giả hạt thì em quay qua một số cái dề. Thì hôm nay em chỉ có ít phần lan thường này thôi, thì thôi quay chung với giả hạt bán luôn. Đầu tiên là một cái dề nguyên nguyên dề này chứ không phải là nguyên bản nha mọi người. Và cái dề này nó có cẩm cù nè, cẩm cù và kiếm nó chung lên luôn. Đó, dề này có giá là 300.000 nha mọi người. Thì mọi người chưa biết thì cẩm cù nó cũng ra hoa nhé. Và hoa nó nhìn giống y chang như là hoa nhựa vậy á. Tức là lúc nở hoa nó sẽ ra một cái vòm hoa, nó hình cầu và nó sẽ có những cái gọi là cái bông nhỏ, nhìn nó y hệt như là cái bông nhựa vậy á. Nếu các bác anh chị đã từng trồng cẩm cù tới mùa hoa của nó thì sẽ chắc biết là cái hoa rất là đẹp đó, nhìn y như là hoa nhựa. Mọi người muốn biết kỹ hơn mặt hoa cẩm cù thì lên Google search nha. Và hoa cẩm cù thì thường nó nở rơi vào tầm cỡ tháng 4, tháng 5 luôn. Đó, lúc nở hoa sẽ ra một chùm hoa rất là to và nhìn như là hoa nhựa và nhìn y chang như nhựa. Và có một cái dề kiếm luôn nó bám theo này mọi người. Nó bám chung trên với cẩm cù luôn. Đó. Rồi về mọi người chỉ biết đặt vào chậu là chúng ta có được hai cái loại lan 2 trong 1 nha. Cẩm cù bám rất là chắc chắn vào với cái dề này rồi. Đó. Về mọi người chăm được 2 trong 1. Rồi. Các bác nào chưa có cẩm cù rừng công tâm có thể sưu tầm thêm nhé. Rồi về kiếm này có giá 300. Tiếp theo đây là em có một phần lan kiếm. Và kiếm này là kiếm luông nhé mọi người. Kiếm luông thì nó khá là hiếm. Và mọi người nhìn nè, có một cái dây nhỏ chút xíu luông tịt. Giờ này thì mọi người về đặt vào cái chậu chút chúng ta đặt lên bàn được nha. Đó, bán nguyên phần này luôn. Kiếm luông, kiếm vàng luông khu vực công tâm. Đây cái dây này thì rất hay. Nó vừa luông nè, mà nó lại vừa có cái cây cẩm cù nó mọc chung luôn. Rồi nguyên một phần đây, kiếm luôn đây, nguyên một phần đây thì có giá là 250.000 nhé mọi người. 150.000 cho nguyên phần đây. Rồi xong hai loại kiếm. Tiếp theo là em có một dề, hai dề. Đây là gọi là kiều tua nhé mọi người. Đó. Cái cánh nó tua màu vàng, dề hoa nó màu vàng, cánh tua và mọc thành từng chùm. Mùa hoa rơi vào tầm cỡ tháng 4, tháng 5. Đây cũng là một cái loại kiều cho hoa rất là đẹp. Và cái đặc điểm nhận dạng, dễ nhận dạng nhất của loại kiều tua này là cái thân nó tròn nè. Và giữa thân nó có những cái đường rãnh. Đó, rãnh nhỏ. Rồi, loại này thì nguyên dê. Về mọi người chỉ việc là ghép vào gỗ lũa hoặc là đặt vào trong chậu là xong. Đó, mua loại dê này về ghép rất là khỏe nha mọi người. Để em đếm bao nhiêu thân tơ nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, tầm 14, 15 cái thân tơ luôn mọi người.
À, rồi. Rồi giờ này có giá 250 nha mọi người, 250. Tiếp theo đây cũng là một cái dê kiều tua luôn mọi người. Đó, kiều tua này thì cái dê này nhìn nó xanh hơn cái dê bên kia. Đó, dê này thì trong thường nếu mà xanh này thì khả năng trong rừng là nó sẽ mọc trong râm. Còn cái dê ở đây thì nó ngoài nắng hơn. Đó. Rồi giờ đây thì thân tơ phải nói vô số luôn. Giờ này có giá là 300.000 nha mọi người, 300.000 giá dê này. Giờ để em đếm thân tơ nha, 1 thân tơ nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 25 26 cái thân tơ luôn. Rất là nhiều. Giờ này giá 300 nha mọi người. Chân em nè. Đó. Rồi nguyên dê đây, rất là xanh tươi nè, 300. Và em có một cái dê kiều mở gai đây. Thì có dê đây thì nguyên dê rất là cứng cáp khỏe mạnh luôn. Đó. Thì có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè. Đó. 12 cái thân còn lá nha mọi người. Này thì về mọi người cũng trồng lấy một chậu. Ờ, rất là đẹp luôn, khỏe mạnh cứng cáp. 12 cái thân còn lá. Rồi, thằng này thì có giá 350 nha mọi người, 350 cho cái dê kiều này là kiều mở gà, hoa cũng rất là đẹp luôn, nở thành tâm chùm rất là sai. À, về nguyên dê này mà người về ghép rất là dễ, ốp vào gỗ lũa hoặc là trồng vào chậu than là được. Ok nha. Rồi thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu ạ. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Còn khách quen thì mua thoải mái. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo ạ. Các bác anh chị mua cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được ạ. Chào mọi người nhé.